Xin chào mọi người, mình là Thế, đại diện kinh doanh của Lý Quá Trình For. Hôm nay Thế sẽ gửi tới anh chị báo giá của 3 phiên bản For Everest. For Everest là một chiếc xe SUV 7 chỗ tầm trung, được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, phân phối ở Việt Nam với 3 phiên bản. Phiên bản Sport, hay còn gọi là phiên bản tiêu chuẩn ở Việt Nam, có giá niêm yết là 1 tỷ 112 triệu. Xe đang được giảm 40 triệu là còn 1 tỷ 072, lăn bánh lấy biển số thành phố Hồ Chí Minh là 1 tỷ 223, lấy biển tỉnh là 1 tỷ 203 triệu. Anh chị trả góp thì trả trước tối thiểu khoảng 350 triệu là mình nhận xe. Giá trên đã có bao gồm bảo hiểm thân vỏ. Tiếp theo là phiên bản Titanium một cầu, là phiên bản cao cấp một cầu, có giá niêm yết là 1 tỷ 181 triệu, giảm 40 triệu tiền mặt là còn 1 tỷ 141, lăn bánh thành phố Hồ Chí Minh là 1 tỷ 300 triệu, lăn bánh tỉnh là còn 1 tỷ 280 triệu. Anh chị mua trả góp, trả trước tối thiểu khoảng 370 triệu. Tiếp theo là phiên bản For Everest Titanium 2 cầu, là phiên bản cao cấp nhất, có giá niêm yết là 1 tỷ 399 triệu, giảm 50 triệu là còn 1 tỷ 349, lăn bánh lấy biển số thành phố Hồ Chí Minh là 1 tỷ 533 triệu, lấy biển tỉnh là 1 tỷ 513 triệu. Anh chị mua trả góp, trả trước tối thiểu khoảng 440 triệu là mình nhận xe. For Everest thì có tổng cộng tới 7 màu: màu trắng, màu đen, màu xám, màu bạc, màu ghi vàng, màu xanh đen và màu đỏ. Riêng màu trắng đặc biệt có giá cao hơn những màu khác 7 triệu. Thời điểm này là thời điểm vàng để anh chị mua xe cuối năm. Anh chị mua xe đi Tết thì thời điểm này thực sự là thời điểm vàng. Vì sao? Vì xe vẫn đang được khuyến mãi và còn đủ màu để cho anh chị lựa chọn. Nếu như anh chị mua xe để đi Tết mà anh chị mua sát cận Tết quá, cách khoảng 15-20 ngày mình mới mua xe, thì rất có khả năng là mình không có màu, không có xe, hoặc là ngân hàng không làm việc, công an cũng không làm việc, mình không thể nào mà có xe ra biển số để mình đi Tết được ha. Còn nếu anh chị mua xe sau Tết thì mình chưa nói tới, vì đây là thị trường, mình đang nói tới thị trường xe đi Tết. Thị trường xe cuối năm thì diễn biến rất là nhiều biến động. Một số hãng cũng như là một số mẫu xe đã hết xe giao trước Tết. Khách hàng có thể đặt từ 2-3 tháng sau mới có xe giao, có xe đi ha. Khuyến mãi thì ít hơn so với ngày thường. Tất nhiên rồi, xe Tết lúc nào giá cũng nhỉnh hơn một chút so với ngày thường. Một phần là do thiếu chip bán dẫn trên toàn cầu, nên là các nhà sản xuất xe không thể nào mà sản xuất nhiều được. Một phần nữa là do lượng khách hàng cuối năm tăng cao, nhu cầu mua xe đi Tết rất là nhiều, nên là khi mà khách hàng mua xe thời điểm dịp Tết này, nên mua xe, đặt xe, chốt xe càng sớm càng tốt để mình có xe để đi Tết. Và anh chị lưu ý là giá thế báo giá xe trên là báo theo giá khung quy định của công ty. Còn ngoài ra, nếu anh chị có thắc mắc nào về giá cả, anh chị muốn giá như thế nào, hoặc là chương trình khuyến mãi ra sao, tặng phụ kiện như thế nào, thì cứ gọi điện thoại cho Thế. Thế sẽ hỗ trợ được những gì, Thế sẽ hỗ trợ hết mình cho anh chị để mình có thể nhận một chiếc xe ưng ý nhất. Còn nếu anh chị mua xe trả góp, cần những giấy tờ gì khi mà mua xe trả góp? Nếu anh chị đứng tên cá nhân thì cần tối thiểu đó chính là chứng minh nhân dân, sổ khẩu. Nếu đã kết hôn thì cung cấp giấy đăng ký kết hôn, hoặc độc thân thì ra phường xã xin giấy chứng nhận độc thân. Còn đối với anh chị đứng tên doanh nghiệp, công ty, thì doanh nghiệp mình yêu cầu là phải có giấy phép kinh doanh. Thứ hai là doanh nghiệp thành lập tối thiểu 1 năm thì mình mới có thể vay được. Cảm ơn anh chị đã xem hết video báo giá xe của Thế. Mọi thông tin về xe, giá cả và thông tin sản phẩm Thế sẽ cập nhật ở những video tiếp theo. Anh chị nhớ đăng ký kênh, nhấn nút chuông để nhận những video mới nhất của Thế nhé. Chào anh chị.